Không ít lần dân mạng thất vọng toàn tập khi chứng kiến cảnh các món ăn quen thuộc được chế biến mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Như mới đây, một nam tài xế đã đăng clip chia sẻ cảnh bim bim và bò khô bị phơi trực tiếp dưới mặt đường quốc lộ, ngay cạnh nơi xe cộ qua lại. Người xem ai cũng sửng sốt khi thấy cảnh hàng tá thức ăn được bày la liệt dưới mặt đường đầy bụi. Bên cạnh những bình luận tỏ ra kinh hãi, có khá nhiều ý kiến cho rằng chắc đây là đồ bỏ đi hoặc thức ăn cho gia súc mà thôi. Đấy là nông dân người ta mua lại bim bim và khô bò bị mốc, hết hạn để làm thức ăn cho gia súc gia cầm. Nói như thế vừa tội cho mấy bác nông dân, vừa tội cho nhà sản xuất. Chắc phải có lý do gì chứ sao đồ ăn lại có thể phơi ra đường như thế được chứ? Không giống với lúc đi mua, cái cảm giác được tự tay mình hái quả từ trên cây xuống mà lại là một quả xoài siêu to khổng lồ như trong clip dưới đây thì có lẽ ai cũng cảm thấy vô cùng thích thú. Thế nhưng đời đâu như là mơ, vì đôi khi sẽ có cái kết đắng như chàng trai trong clip này. Nhìn từ ngoài vào thì rõ to, rõ ngon, thế mà lật ra lại bị ăn sạch ruột, trơ cả hạt ra. Thôi thì chàng trai đành nuốt nước mắt vào trong, chạy nhanh ra chợ, mua quả xoài khác về ăn cho đỡ tức. Bị rơi nó ăn, cây xoài nhà mình cũng bị vậy hoài. Nhìn là thấy mừng hụt rồi. Ngày nay, với sự xuất hiện của máy móc và công nghệ hiện đại, rất nhiều công việc đã hạn chế được sức người, đặc biệt là cho hiệu quả rất cao. Điển hình trong số đó chính là việc sử dụng máy để cắt thịt. Vừa nhanh gọn, tiện lợi, ít tốn sức người mà còn cho ra những miếng thịt đều tăm tắp. Thế nhưng xem clip này, dù thích mắt thật nhưng cư dân mạng vẫn rất lo lắng bởi độ nguy hiểm. Dù chiếc máy này giúp cắt thịt gà quá nhanh, lại còn đẹp nữa, thế nhưng cư dân mạng cũng rất lo lắng cho người đứng cầm con gà, liệu có sợ bị cưa vào tay không? Thế này khỏi phải lo chặt thịt gà rồi, nhưng cái máy hơi sợ nhỉ? Thật khâm phục mấy người đứng máy cắt thịt thế này. Câu chuyện trên đã khép lại Tiêu Dùng Không Chạm hôm nay. Hẹn quý vị ngày mai cùng nhiều câu chuyện thú vị khác.